chỉnh hợp, rút lui khỏi vàng ngã, hòa nhịp với linh hồn, xác định bản thân là linh hồn nhập thế. Tưởng tượng linh hồn hòa cùng với linh hồn của nhóm. Hợp nhất trong linh hồn với những người tâm linh trí nguyện trên thế giới, với những nam và nữ thiện trí. Hình dung linh hồn nhóm hòa nhập vào linh hồn chung của nhân loại. Nhận thức rằng không còn linh hồn của tôi và của anh. Nhận thức một cách sâu sắc rằng không có ai cả ngoài ta. Thấy rằng nhóm đang hòa hợp với những thế giới minh triết cao cả hơn. Trong sự hiện diện của ánh sáng vĩ đại này, hãy cảm nhận sự hiện diện của các huynh đệ ánh sáng vĩ đại, các vị chân sư, thánh đoàn của hành tinh chúng ta.
từ trong thâm tâm và với lòng biết ơn, hãy thành tâm đảnh lễ các chân sư và Đức Roi, đấng chủ quản của thánh đoàn. Nâng tư tưởng của bạn lên hướng về Shambhala là trung tâm nơi mà ý chí của Thượng Đế được hiển lộ. Và với sự tôn kính sâu sắc nhất, trong sự khiêm tốn, hãy hòa hợp với sự hiện diện của Đấng Sanat Kumara đang đứng ở trung tâm của Shambhala. Sướng linh tự om dài trong yên lặng, tưởng tượng cả nhóm được thấm đẫm năng lượng từ Ngài. Hòa nhịp với các nguồn năng lượng tâm linh từ các hành tinh. Hãy hình dung một cách tưởng tượng chòm sao Bạch Dương với vô số các ngôi sao sáng trên bầu trời và hòa nhịp vào ảnh hưởng của chúng. Bạn thấy dòng năng lượng của chòm sao tuôn chảy vào hệ mặt trời của chúng ta, và mặt trời là nơi được nhận dòng năng lượng đó đầu tiên. Hòa nhịp với dòng năng lượng đến từ Đấng Thái Dương Thượng Đế, trái tim của tình thương vĩ đại, nhận ấn tượng và thấm nhuần với nguồn năng lượng của bác ái minh triết. Hòa nhịp với dòng năng lượng đến từ sao Hỏa, nhận ấn tượng và thấm nhuần với nguồn năng lượng khát vọng của hỏa tinh.
nhịp với dòng năng lượng đến từ sao Thủy, nhận ấn tượng và thấm nhuần với năng lượng soi sáng của sao Thủy. Hòa nhịp với các dòng năng lượng đến từ sao Thiên Vương, nhận ấn tượng và thấm nhuần với dòng năng lượng tinh khiết thiêng liêng này, thấy nó tăng cường và mở rộng tâm thức của cả nhóm, giúp chúng ta đồng hóa với linh hồn duy nhất của nhân loại. Tham thiền. Hòa nhịp với dòng năng lượng từ chòm sao Bạch Dương, cố gắng để thấm nhuần với ý nghĩa và phẩm chất của dòng năng lượng này. Sau đó, tham thiền dựa vào mantra của cung Bạch Dương: tôi đến và từ cõi trí tôi ngự trị. Sướng linh tự on trong im lặng vào thời điểm chính xác của trăng tròn. Trong vài phút im lặng tiếp theo, thấy và cảm nhận bản thân và nhóm được thấm nhuần trong các dòng năng lượng của chòm sao Bạch Dương. Thank you.
phóng dài. Hình dung tình hình thế giới và thấy năng lượng bạch dương giúp giải quyết các vấn đề của nhân loại, hoặc có thể là một vấn đề đặc biệt nào đó. Cầu chúc nhân loại bằng cách sướng đọc bài đại khấn nguyện và sướng linh tự om 3 lần. Từ nguồn ánh sáng trong trí Thượng Đế, cầu xin ánh sáng tràn vào trí con người. Cầu xin ánh sáng giáng xuống trần gian. Từ nguồn tình thương trong tâm Thượng Đế, cầu xin tình thương tràn vào tâm con người. Cầu xin đấng quay trở lại trần gian. Từ trung tâm biết được ý chí Thượng Đế, cầu xin thiên ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của con người, thiên ý mà các chân sư đều biết và phục sự. Từ trung tâm mà chúng ta gọi là loài người, cầu xin thiên cơ, tình thương và ánh sáng được thực thi. Và cầu mong thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác. Cầu xin ánh sáng, tình thương và quyền năng phục hồi thiên cơ trên trần gian.